Tây Nguyên mùa này mưa nắng thất thường. Và bước chân của Chư Tăng và Phật tử chùa Quảng Trạch, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn không ngơi nghỉ, mang theo những món quà yêu thương đến tặng các cụ già khó khăn, người khuyết tật ở xã Giang Tao và Đắk Phơi. Đa số người dân nơi đây là đồng bào dân tộc thiểu số. Dịch bệnh nên không ai thuê mướn và không có thu nhập. Với họ, bây giờ bữa cơm no đủ qua ngày thôi cũng là điều mong ước. Mừng không? Mừng chứ. Mừng hả? Còn mừng chứ cô. Vậy hả? Cách ly mấy ngày nay có buồn không? Buồn chứ. Thôi mà ngày cấm COVID là con không có gì con ăn á. Ôi trời ơi, cấm COVID là không có gì ăn luôn. Không có gì ăn luôn. Rồi, bữa nay có gạo nè, cá khô nè, rồi rau đầy đủ nha. Dạ, con cảm ơn nha. Rau, nhu yếu phẩm là tặng phẩm mà Chư Tăng Phật tử chùa Quảng Trạch gửi tặng đến bà con. Lão đang đi tìm sữa. Con đi mua sữa cho em đi. Cảm ơn con nha. Cố gắng lên đi chưa? Trước đó, những bó rau xanh tươi này được chùa thu mua tại vườn, giúp đỡ bà con nông dân huyện Lắc. Thầy chủ trì chùa Quảng Trạch cũng đã đi tìm những cái luống rau thịt ngon để mua gửi đến cho bà con khó khăn tại huyện Lắc mình á, thì cũng mong là và có rất nhiều những cái chương trình chia sẻ giúp cho bà con tại huyện Lắc. Hôm nay dịch cũng đã làm cho bà con huyện Lắc mình cũng chao đao rồi, cho nên là cũng phải cố gắng thôi. Của ít lòng nhiều, những tấm lòng thơm thảo nơi đại ngàn phần nào giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số no ấm hơn, giãn cách nhưng không hề xa cách.